Mấy bạn nhìn họ kìa, họ làm gì vậy chứ? Tưởng họ là quạt náo viên hả? Ôi Susa, họ nếu mà là quạt náo viên gì mình chứ? Sẽ không tự làm nhục như vậy đâu. Mọi người đang cười bạn. Gì chứ? Âm thầm ghen tị đi. Bọn mình là quạt náo viên. Mấy bạn là ai vậy chứ? Nữ sinh nhỏ. Mấy bạn giữ em lặng đi. Mấy bạn nghĩ trở thành quạt náo viên là có thể làm mọi thứ hả? Mấy bạn coi chừng đó. Bọn mình sẽ theo mấy bạn sau giờ học và sẽ nói chuyện. Ai nói chuyện? Ai nói chuyện? Mấy bạn hả? Mấy quạt náo viên kìa, đầu tiên có hai bạn gái cầu thủ bóng rổ rồi, giờ là bốn rồi. Mình thích cách bọn họ nhảy nha, nhìn vui đó. Đúng đó, nhưng Lia Lia đứng về phía Rose. Đúng đó, Lia Lia là hoạt náo viên giỏi nhất, nhìn bạn ấy nhảy kìa. Được rồi mấy bạn, mình không muốn chịu đựng việc này đâu. Cho mấy đứa khoe khoang đó biết ai là ai là đi. Là bạn tự muốn đó à nha. Wow, mọi người bắt đầu rồi kìa. Bạn cổ vũ cho ai vậy? Mình cổ vũ cho hoạt náo viên. Mình cũng vậy đó, mình chống lại hoạt náo viên. Bạn nhỏ, bạn tự muốn đó nha. Nghe nè Marussia, bạn béo béo ú. Nghe nè người lùng, bạn im đi. Bạn đã không qua buổi casting hôm qua đó. Mình lắc người và chinh phục được mọi người rồi. Không như bạn đâu Yana. Nghe này Krusa, nếu bạn ghen tị với mình á thì mình khuyên bạn không nên đâu. Bạn biết không Layla, mình sẽ không im lặng nữa. Trong trường ai cũng chào bình đẳng như nhau. Chào các cô gái nha. Nói cho rõ ràng đi. Đừng giỡn mặt nha. Chào đội trưởng. Chào đội trưởng. Dana đến rồi hả? Giờ bọn mình sẽ nói bạn ấy nghe hết. Để bạn ấy xử mấy quạt náo viên này đi. Đúng đó, để bạn ấy sắp xếp lại đội mấy đi. Mấy bạn dừng lại đi, từ từ đã. Nói mình nghe ở đây có chuyện gì đi. Dana, mấy bạn ấy chỉ ghen tị với bọn mình thôi. Bọn mình học bài nhảy mới. Đúng rồi đó, họ lại tới ghen tị với bọn mình thôi à. Mấy bạn, bọn mình không ghen tị. Dana, mấy bạn quạt náo viên này hơi quá rồi đó. Đúng đó, cá nhân mình không quan tâm quạt náo viên hay không. Mọi người ở đây đều bình đẳng. Bạn giải quyết giùm mình đi, không là bọn mình sẽ tự giải quyết sau giờ học đó nha. Mọi người yên lặng đi, đừng làm hỏng tâm trạng tốt của mình nha. Mấy bạn không để ý, mình không mặc đồng phục đội trưởng hay sao hả? Vì hôm nay, mình có buổi hẹn hò mà. Bạn ấy hẹn hò kìa, đi ma bình tĩnh. Khi nào bạn mới hiểu được bạn không làm được gì ở đây chứ hả? Động não đi. Ồ, thêm một người nữa, đừng phá hỏng tâm trạng. Ừ, bạn ấy cũng như bọn họ thôi. Diana, mấy bạn đừng nên đụng vào đội trưởng của bọn mình đó nha. Mấy bạn sẽ gặp rắc rối với mấy cầu thủ bóng rổ đó. Diana, hôm nay bạn hẹn hò với anh Smile rồi hả? Đúng đó, anh ấy mời mình đi nhà hàng á. Diana, anh Brown cũng mời mình đi nhà hàng nè. Nhà hàng Ngọc nào trai vậy? Mình cũng tới đó ngày hôm nay nè Diana. Bọn họ lên kế hoạch hả ta? Chắc mấy bạn vậy. Nghe thấy không? Diana với Rose chuẩn bị đi nhà hàng kìa. À Trum, từ bỏ Diana đi. Mình khuyên bạn nên tìm bạn gái khác đi. Mình cũng sẽ tiết kiệm tiền và dẫn Lia Lia đi ăn nhà hàng nữa đó. Một năm nữa mới đi được đó. Dù sao đi nữa đều rõ ràng rồi. Nói với Diana cũng không có ích gì hết. Đúng, không có gì mới. Đầu tiên bạn ấy bị ám ảnh mấy cầu thủ bóng rổ, và giờ nó có cả đội cổ vũ rồi. Được rồi mọi người, đi thôi nào. Đi thôi. Nè Diana, mấy giờ bạn đi vậy? Đi. Mấy bạn cẩn thận nha. Mấy giờ mấy hai giờ, người đi? Con bạn. Mình cũng vậy. Hay đó nha. Chắc họ đã chuẩn bị điều bất ngờ cho hai đứa mình đó. Đúng rồi ha. Mai, tập trung vào đi. Hôm nay bạn không ghi được điểm nào hết luôn đó. Rose, chụp lấy nè, sao nói nhiều vậy hả? Không ghi được điểm nào luôn hả? Smile, hôm nay bạn không có tâm trạng hay sao? Bạn không có tâm trạng Rose. Hôm nay mình sẽ tập rồi về sớm, vì mình có cuộc hẹn rồi. Cuộc hẹn, bạn không kể cho mình nghe gì hết nha. Đúng đó, mình sẽ đưa Diana đi nhà hàng ăn. Wow, mình cũng mời Diana đi ăn nhà hàng nữa nè. Hai người đi ăn nhà hàng nào vậy? Nhà hàng nào hả? Đi Ngọc Trai. Bởi vì Diana rất thích ăn sò. Smiley, mình với Diana cũng định đi Ngọc Trai đó. Bọn mình đi chơi chung luôn nha. Rose, bạn có điên không? Mình hẹn hò với Diana mà. Bắt trước mình đủ rồi đó. Mình đến nhà hàng với Diana. Bạn cũng đến nhà hàng với Diana. Mình cùng Diana đi xem phim. Bạn cũng cùng Diana đi xem phim nữa. Smiley, sao bạn tức giận chứ? Mình không biết là bạn cũng định đi nhà hàng. Chỉ là sự trùng hợp thôi mà. Trùng hợp, bạn cũng mua quà cho Diana luôn chứ gì nữa. Đúng đó, sao bạn biết hay vậy? Rose, bạn bắt đầu chọc giận mình rồi đó. Mình đã mua vé cho Diana. Hôm nay em ấy sẽ đi chơi với mình luôn. Đừng bắt trước mình nha. Smiley, bọn mình đúng là bạn tốt. Mình cũng định tặng Diana váy nữa đó. Rose, đừng nói chuyện này nữa. Mình thấy mình với bạn sắp có một trận chiến rất lớn rồi đó. Kỳ lạ, bạn ấy căng quá. Diana làm ảnh hưởng bạn ấy hay sao chứ? Ê Diana, mình sẽ là bạn của đội trưởng đội cổ vũ chứ không phải Diana nha, được không? Nastya, bình tĩnh đi, bạn phải vui vì mình đã chấp nhận bạn vào đội của mình rồi. Và bạn của đội trưởng sẽ là Diana. Mấy bạn, nói về hoạt náo viên và cầu thủ bóng rổ đủ rồi đó, nghe chán lắm luôn rồi. Ô đi ma, họ còn có thể nói chuyện gì nữa? Giờ họ đã trở thành quạt náo viên tuyệt vời rồi. Đúng, Nastya từng là bạn bọn mình, giờ thì sao? Quạt náo viên, bạn ấy còn không nói chuyện với bọn mình nữa đó. Từ khi mấy cầu thủ bóng rổ đến trường bọn mình, có nhiều vấn đề xảy ra lắm luôn rồi đó. Quá kinh khủng.
Đúng đó, mấy bạn nữ theo đuổi họ cứ cầu thủ bóng rổ. Đến cả Rusa cũng theo đuổi Smiley. Vậy thì hết cách rồi, nhưng Dana nghĩ kỹ lại đi. Thôi đi, nói về hoạt náo viên với cầu thủ bóng rổ như vậy là đủ rồi đó nha. Dana, chưa đủ đâu, mình sẽ nói đến khi nào bạn quay lại làm bạn gái của mình thì thôi. Dana, mình khuyên bạn nên chia tay với cầu thủ bóng rổ đi. Không thì một ngày nào đó bạn sẽ gặp rắc rối vì anh ấy đó. Mình không thật sự thích Smiley này, anh ấy hơi mờ mờ ám ám sao á. Còn Brown này chỉ là kẻ khoe khoang mà thôi. Rusa, bạn đừng có đụng vào anh Brown. Bạn hãy để cho anh ấy yên đi. Mình nói cho mà nghe nè, mấy bạn có thể bình tĩnh lại được hay không? Cứ nói cầu thủ bóng rổ lặp đi lặp lại, bạn đừng đụng vào có được không hả? Với lại nói về hoạt náo viên của mình vậy đủ rồi đó. Được rồi mấy bạn à, ghen tị là xấu lắm á. Ồ, ồ, không có ai ở đây ghen tị hết. Mệt mỏi với mấy hoạt náo viên này ghê á. Marussia, đừng nói đụng đến Lialia. Hơi quá rồi đó. Từ khi nào Jana bắt đầu nói chuyện với Rouse, bạn ấy đã thay đổi rồi. Lialia của mình rất tốt, bạn ấy cũng là hoạt náo viên nữa đó. Bà Triết à, cậu thôi đi nha. Bạn không phải mẫu người mà mình thích. Mình thích cầu thủ bóng rổ cơ. Không sao đâu ha, ngay khi nhóm của họ tan rã, họ sẽ nhớ về bọn mình thôi à. Và khi họ bị các cầu thủ bóng rổ đá, Jana sẽ bắt đầu đuổi theo mình. Atom, anh Rivasti sẽ không bao giờ chia đúng tay mình đó, đâu. Đúng rồi đó Marussia, đội cổ vũ của bọn mình sẽ không bao giờ tan rã vì bọn mình là người giỏi nhất mà. Nếu bạn nghĩ mấy bạn là hoạt náo viên tuyệt vời thì bạn đã nhầm lớn rồi đó nha. Layla, đừng nhìn họ nữa, cứ làm như bọn mình không nhìn thấy họ đi. Smile, smile, đợi chút đi. Rose, tránh ra cho mình. Mình đã nói với bạn là mình chỉ muốn hẹn hò với Diana mà thôi. Bạn hiểu không? Smile, sao bạn lại giận dữ vậy? Bọn mình đi đến cùng nhà hàng. Bạn ngồi với Diana, mình ngồi với Jana. Rose, đừng làm mình tức thêm nha. Hy vọng là bạn đã mua cho Jana váy khác với cái váy mình tặng cho Diana. Mình đã mua cái váy đẹp lắm, coi không hả? Mình thấy đẹp rồi. Diana, vậy là hôm nay bọn mình không đi tập là bọn mình cùng nhau hẹn hò hả? Hôm nay mình sẽ hẹn hò với anh Smile đó. Còn mình hẹn với anh Brown, anh ấy hứa cho mình sự bất ngờ đó. Đúng rồi đó, anh Smile cũng hứa là sẽ cho mình một bất ngờ. Các anh, ôi các anh, nè Lialia, bọn họ đẹp đôi ghê đó nha. Đúng đó, hoặc nói viên với cầu thủ bóng rổ quá đẹp đôi đi à. Nhìn họ thấy ghê quá đi. Ờ đúng quá, làm như họ trẻ đẹp lắm. Mấy bạn đừng có chú ý họ nữa mà. Bọn mình có nên đánh cầu bóng rổ trước khi họ hẹn hò hay không đấy? Đi mà bình tĩnh đi, không là bạn sẽ bị đuổi khỏi trường luôn đó. Hiệu trưởng cảnh cáo bạn rồi mà, nhớ không? Tên sao sẽ thua cuộc mà thôi. À cho mà đi nói chuyện với anh đó như đàn ông với nhau đi. Như đàn ông, anh ấy là cầu thủ bóng rổ rất khỏe luôn đó. Nếu Lialia quen cầu thủ bóng rổ nào, mình sẽ đi nói chuyện ngay với anh đó luôn. Anh Smile à, bọn mình vẫn theo kế hoạch đi ăn nhà hàng đúng không? Dĩ nhiên rồi, anh tặng em cái này nè. Wow, thích quá à. Tặng em thật hả? Ừ. Tuyệt quá à, cái gì vậy? Cái váy. Là váy hả? Cái bông tai đẹp quá nè. Trong hộp này là gì vậy anh? Nặng quá. Là giày đó. Wow, anh Smile à, anh là số 1 đó nha. Rao, anh tặng em cái gì vậy hả? Là quà gì đó? Đây nè, cái đẹp nhất luôn. Rao, em biết anh luôn là người tốt nhất được mà. Được rồi, anh Smile à, đợi em 5 phút nha. Em đi thay đồ rồi bọn mình đi nhà hàng ha. Em quay lại ngay. Rao, em sẽ xong nhanh thôi, đợi em một chút xíu nha. Vậy, vậy bọn mình có đi đến nhà hàng cùng nhau không? Rao, mình đã nói rồi mà, mình đi hẹn hò với Diana thôi. Ồ, oh, Diana, nhìn chiếc váy này đi nè. Mình thật sự thích nó quá đi à. Lấp lánh và màu tím nữa. Thiệt là đẹp quá đi. Diana, sao bạn chưa thay đồ nữa vậy hả? Sắp đến giờ đi hẹn hò rồi đó. Mình phải mặc cái gì đây? Cái này hả? Ồ, chắc là Brown phối hợp với cái gì đó rồi. Đi hỏi anh ấy thử xem đây có phải quà anh ấy muốn tặng cho bạn hay là không. Đúng đó, mình đi hỏi ngay. Mình sẽ không mặc cái này ra ngoài hành lang đâu. Brown không có mắt thẩm mỹ gì hết trơn vậy. Bọn mình đang sống ở thế kỷ 21 rồi. Anh ấy tìm thấy chiếc váy này ở đâu vậy trời? Thấy giống như bà già. Chính xác luôn Diana. Anh ấy nói với mình là bọn mình sẽ đến nhà hàng và mình sẽ là người đẹp nhất. Chắc là anh ấy không yêu mình và cố tình tặng mình chiếc váy này đó. Diana, cậu đừng khóc nữa mà. Mình sẽ đi hỏi anh ấy giùm cho cậu. Tặng cho cậu loại váy gì không biết nữa. Được, nhưng nói với anh ấy đừng vào trong nha. Mình không muốn bị cười vào mặt. Đừng có lo gì hết Diana. Bạn là bạn mình mà, mình không làm bạn thất vọng đâu nha. Cứ đợi đây, mình quay lại ngay. Smiley đúng là bạn trai tốt của Diana. Còn anh Rao của mình không có mắt thẩm mỹ gì hết. Hoặc là cố tình làm vậy rồi. Diana và Smile chắc chắn sẽ không đi hẹn hò với nhau đâu. Lialia, đội trưởng của bọn mình là số 1. Cho mọi người biết các hoạt náo viên là tốt nhất đi các bạn.
Thôi được rồi, cứ để cho mọi người ghen tị sự xinh đẹp đó đi. Giờ Diana sẽ ra ngoài, phải máy sẽ rất xinh cho mà xem. Thế nào? Diana, em xinh quá đi. Cảm ơn anh Smile nha, anh tốt nhất trên đời. Em rất vui vì hôm nay bọn mình sẽ đi đến nhà hàng cùng với nhau. Ê Gigi, bạn nhìn em lại xui xẻo đó. Mình muốn thì nhìn thôi. Diana, Diana đâu rồi? Anh muốn thấy em ấy xinh đẹp thế nào. Anh Bro, em cần phải nói chuyện với anh đây nè. Diana, em muốn nói chuyện với Rouse là sao? Bọn mình sắp đi hẹn hò với nhau rồi mà. Diana, sao vậy em? Anh Smile à, đợi xíu nha. Anh à, anh đã tặng gì cho Diana vậy hả? Là cái váy đó. Cái váy sao? Anh tìm thấy cái váy ở chợ nào thế? Chợ gì chứ? Anh mua nó ở trong shop còn gì? Ở trong shop luôn hả? Chỉ có mấy quý cô già mới mặc loại váy đó Diana, thôi. Diana, em đang nói cái gì vậy? Họ nói đó là cái váy đẹp nhất mà. Đẹp nhất? Vậy anh nghĩ cái váy đó đẹp hay sao hả? Diana đang khóc trong toilet đó. Bạn ấy sợ bước ra hành lang luôn. Sợ người ta cười bạn ấy nữa đó. Lia Lia, mình nghe nhầm hả? Diana, bộ đang khóc sao? Đúng đó Nastia, chắc là bạn ấy không thích quà của Bro tặng rồi. Trời, thật là đúng là cầu thủ bóng rổ không thể mua quà bình thường được cho con gái mà. Mấy bạn, mọi người có nghe không? Một trong mấy quạt náo viên đang khóc trong đó kìa. Bạn ấy không thích cái váy thôi. Đúng đó, mấy quạt náo viên tự đề cao bản thân quá Diana rồi. Ngốc quá, nếu mình mời bạn ấy đi hẹn hò, mình sẽ mua váy đẹp nhất cho bạn ấy luôn. Nhưng mà thật là tiếc. À thôi mà bình tĩnh đi. Đó là lý do Diana đá bạn đó, vì bạn không mua gì cho bạn ấy hết. Mình không thích váy của Diana. Smile không có mắt thẩm mỹ gì hết. Đúng đó, đã lấp lánh cho cậu màu tím nữa. Đến bà của mình cũng không thèm mặc cái đó đâu. Em không cần biết làm sao, nhưng anh phải đi an ủi Diana đi, rồi bạn ấy mới đi hẹn hò được với anh chứ. Mau đi xin lỗi Diana, đi Diana, em nghĩ sao vậy? Cứ để em ấy mặc cái váy đó rồi đi hẹn hò thôi. Diana, em đừng nói cho bạn ấy nghe gì nữa hết. Bọn mình đi thôi. Chắc như vậy sẽ tốt hơn đó. Họ sẽ không đi dính theo bọn mình trong nhà hàng. Khoan đã anh Smile à, anh nghĩ giúp Bro đi, không là mọi người sẽ cười bọn mình nữa đó. Anh có hiểu không? Mình không thấy bạn của đội trưởng đâu hết trơn trội à. Ai khóc to quá vậy? Diana của bọn mình đang khóc đó. Thấy chưa, mọi người đang cười mình rồi. Anh Bro đã làm mình mất mặt. Diana, Diana. Diana không mới của bạn đâu. Gì chứ, cái thứ không vừa gì hết phải không? Mắc cười quá. Ồ, anh Bro à. Diana, để họ tự giải quyết đi. Bọn mình đi nhà hàng thôi, nhanh lên. Không đâu anh Smile, không có đi nhà hàng gì hết trơn á. Không ai được cười bạn của mình hết nha, có hiểu chưa hả? Không ai được cười hết. Hiểu chưa? Diana, đó là chuyện của họ mà. Bọn mình đi nhà hàng thôi, nhanh lên em. Anh Smile à, em không để bạn em một mình đâu à nha. Còn anh Bro nữa, ít nhất anh cũng động não một chút đi chứ. Bạn đã phá hỏng hết mọi thứ rồi đó, vừa lòng chưa? Smile, Smile. Chúng ta đoàn kết thôi nào các bạn. Đúng rồi, đúng. Bọn mình đi ăn ngủ Diana thôi nào. Được. Diana. Sao Diana, anh ấy nói sao rồi? Diana, Brown nói gì hả? Anh ấy không biết gì về thời trang thôi mà. Đúng rồi đó, nhìn cái váy anh ấy mua để đi nhà hàng kia kìa. Mình không thể mặc luôn đó. Mọi người sẽ cười mình cho xem. Diana, sao bạn không đi nhà hàng với anh Smile vậy? Hôm nay không có đi nhà hàng nào hết trơn á Diana. Mình sẽ không để bạn của mình ở lại đâu. Để cho bọn họ tự đi một mình luôn cho rồi đi. Thật hả Diana? Dĩ nhiên rồi, bọn mình là bạn với nhau mà, đúng không? Bọn mình là hoạt náo viên mà. Hoạt náo viên. Các bạn ơi, hãy nhớ đăng ký kênh, like video và nhấn chuông thông báo giúp bọn mình nha. Cảm ơn. Tạm biệt. Bye.